Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng như anh Vũ Ích đưa ra một số các giải pháp giao dịch no loss system, một trong những hệ thống giao dịch không thua lỗ. Dạ. Chúng ta đã biết những cái công thức giao dịch thời gian vừa qua toàn là cam kết lợi nhuận, nhưng mà chúng ta đã và đang được tìm hiểu một cái hệ thống giao dịch không thua lỗ, no loss system, một trong những hệ thống nói đến hedging lệnh và chuyển giá. Đây là những yếu tố quan trọng của một cái việc giao dịch không thua lỗ. Vậy thì khi mà hệ thống đã được kích hoạt và được anh Vũ Rích chia sẻ rất là nhiều, thì hy vọng rằng sẽ tiếp cận đến một số các khách hàng nhiều hơn trong thời gian qua. Để tiếp cận với lại hệ thống No Loss System, chúng ta có thể liên lạc để có được cái hệ thống này khi đăng ký số điện thoại, email và đăng ký cái link của chúng tôi ở dưới đây. Và chúng tôi cũng như là hệ thống sẽ đưa ra những cái giải pháp cho những cái quý khách hàng đăng ký. Xin được cảm ơn và trân trọng và đón nhận những cái ý kiến đóng góp cũng như là những cái ý kiến đăng ký cùng với hệ thống của chúng tôi để phát triển cái hệ thống No Loss System. Vâng, cảm ơn anh Đào Huy.